Hello anh em nha, hôm nay mình sẽ quay lấy kỹ năng ẩu gần nhà anh em. Mình thấy kỹ năng đa sắc này rất đẹp và cũng thích xài kỹ năng ẩu gần này lắm. Ok, let's go, mình sẽ quay nhà anh em. Nếu thấy video mình hay, anh em nhớ ấn like và đăng ký ủng hộ kênh mình nha. Cảm ơn anh em rất nhiều ạ. Kỹ năng quay ống cuối mới ra anh em ạ, tốn cỡ 800kc. Ok, đến phần test kỹ năng ẩu dần thôi anh em ơi, chúc anh em ngày mới vui vẻ nha anh em.